Hiếu quyến từ trước án hương chấp tay thành kính hướng về hướng linh lệ hướng linh bốn định tâm hào quang chiếu rạng nơi tâm tôi Phật đã phân thân xuống đạo tràng nguyện đó hương linh hiền mẫu tín hoàng huy thị mị về cõi tình ngồi sen chính phẩm đến Tây Phương. Ngày này, ngày thất tuần thứ nhất, giờ đây thành tâm sắm sửa hương hoa quả phẩm đèn nến cúng dường hướng linh hiền mẫu có các con trai nguyện danh chiến thắng nguyện danh thế hùng nguyện danh tiếng dũng nguyện danh mạnh cường đích tôn nguyện danh lời cùng hôn tề con dâu trai gái cháu chắc thành tâm hướng về hương linh nguyện hướng linh hiền mẫu tín hoàng huy thị mị hiệu diệu nguyện sinh năm bính tuất tự trần ngày 28 tháng 10 năm nhâm dần chánh hồn chi hướng linh nguyện hương linh giờ đây có mặt trong cõi âm giới thọ trung ẩm thân định tĩnh tâm thức lắng lòng có mặt nghe kinh chuyển hóa rời bỏ bờ mê sanh về cạnh tình. Nam mô Bồ Tát Tiên Vãng Sinh. Nam mô Bồ Tát Tiên Vãng Sinh. Nam mô Bồ Tát Tiên Vãng Sanh.
tuyên đọc chân ngôn, xin mời thịnh hương lên ơi, hãy tịnh và hãy nghe. Sức thiên tam bảo nguyện gia trì, có mặt giờ đây chốn linh đường. Hương linh ơi, nghe điều, nghe điều, thịnh về đây. Hương linh ơi, nghe điều, nghe điều, thịnh về sống mãi vô thường. Nương sức từ tam bảo mở được lối đi lên một nén hương dâng, một phen thành tâm triều thịnh. Triều thịnh phùng vị thất tuần thứ nhất, hương linh hiền mẫu tịnh hoàng huy thì mỹ hiểu diệu nguyện. Xin năm bình tuật ngày 28 tháng 10 năm nhâm dần, hưởng thượng thọ 77 tuổi, chánh hôn chi linh. Nguyện hướng linh mặt nơi chốn linh duyên, từ đường hương hòa phùng thơ ma nghe kinh chuyện hòa, rời bỏ bờ mê sanh về cạnh tình hương hoa thịnh, hương hoa thịnh. Nhạc tâm triều thịnh, hai nạn hương dân, hai phán thành tâm giờ đây triều. Hình hài chỉ như mộng, kiếp sống mãi vô thường. Biển khổ mến mong, nghiệp đã mang hồn mê chưa tỉnh giấc kế vàng. Hãy mau trì niệm hồng danh Phật, rời bỏ bờ mê bến giác sang. Triều thịnh phùng vĩ sơ
thất trai tuần hương linh hiền mẫu tĩnh hoàng quý thị mỹ hiệu diệu nguyện xin năm bình tuất từ trần ngày 27/28 tháng 10 năm nhâm dần hưởng thượng thọ 77 tuổi chánh hồn chi linh nguyện hướng linh nghe lời mời thỉnh có mặt về đây nơi chốn đàn cháy linh diễn từ đường hương hòa phùng thờ mà nghe kinh chuyện hòa hưởng nguồn cam lộ rời bỏ bờ mê sanh về cảnh tình hương hoa thịnh hương hoa thịnh ba nén hương dân ba phán rồi thành tâm triều thịnh triều thịnh phùng vì sớm sớm ngắm sương rơi đêm đêm thấy mộng tàng vô thường chẳng kể tôn ti xưa nay đại hàng phân chi quý hành phùng về sơ thất trái tuần hương linh hiền mẫu tinh hoàng huế thị mỹ hiệu diệu nguyện xin năm bình tuất từ trần ngày 28 tháng 10 năm nhâm dần chánh hồn chế hương linh nguyện hương linh nghe lời mời thịnh về đây có mặt nơi chốn đàn chay linh duyên từ đường hương hòa phùng thờ mà nghe kinh chuyện hòa hưởng nguồn cam lộ rời bỏ bờ mê sánh về cạnh tình triều thịnh hương linh đã về đây rồi thọ nhận hương hoa trà quả phẩm vật con cháu dân cũng này hãy xin hương linh mời ngồi lại lắng lòng nghe kinh lắng nghe kinh Bồ Tát Ma Tát hiện dỡ nắp đó lễ hai lại quỳ lên lại hai lại
định tâm ngồi ngược nguyện hướng lên tín hoàng huy thị mỹ hiểu diệu nguyện xin hãy lắng nghe thân này không phải là tôi không cạnh nơi thân ấy tôi là sự sống thanh thang tôi chưa bao giờ từng sinh mà cũng chưa bao giờ từng diệt nhìn kia biển rộng trời cao muôn vàng tín tủ lao sao tất cả điều biểu hiện tôi từ nguồn lĩnh tâm thức từ muôn đời tôi vẫn tự do tự sinh là cửa ngõ ra vào tự sinh là trò chơi cuộc bắt hãy cười cùng tôi hãy nắm tay tôi hãy vẫy tay chào để rồi tức thì gặp lại này hương linh gặp lại ngày nay gặp lại ngày mai chúng ta đang gặp nhau nơi suối nguồn chúng ta sẽ gặp nhau từng phút giây trên muôn ngàn nẻo sông tại hiện trạm lễ hai lạy định tâm ngồi yên nói theo ba thừa giáo sướng tùng bảy Như Lai hương linh nhờ sức Phật sanh lên đài sen bảo nay có câu chân ngôn biển thực biển thủy màu nhiệm cũng cơm sơ tuần cho hương linh tịnh hoàng huy thị mỹ xin đại chung về hương linh mà thành tâm trì tùng nam mô đa bảo Như Lai nam mô bảo thắng Như Lai nam mô giờ đăng thắng Như Lai nam mô quảng bác thắng Như Lai nam mô lý bồi Như Lai nam mô cam lộ vương Như Lai nam mô a di đà Như Lai nam mô tăng bà đăng tăng a đà bà lô nhĩ đề an tam băng ra tam bạc ra hồng nam mô tát phà tang a đà bà lô nhĩ đề an tam bạc ra tam bạc ra hồng nam mô tát phà đạt ta a đà bà lô nhĩ đề an tam băng ra tam bạc ra hồng nam mô tát phà đạt thang a đà bà lô nhĩ đề an tam băng ra tam bạc ra hồng nam mô tát phà đạt thang a đà bà lô nhĩ đề
ông tam bấn đa tam bấn đa ông nam mô tát phà đắc tha nga đa phà lo di đề ông tam bấn đa tam bấn đa ông nam mô tô đô bày dài đắc tha nga đa giá đắc địa tha ăn thô đô thô đô bằng đa thô đô bằng đa thô đô tá bay ai nam mô thô đô bày dài đắc tha nga đa giá đắc địa tha ăn thô đô thô đô ăn đa thô đô bằng đa thô đô tá bay ai nam mô thô đô bày dài đắc tha nga đa giá đắc địa tha ăn thô đô bằng đa thô đô bằng đa thô đô tá bay ai nam mô thô đô bày dài đắc tha nga đa giá đắc địa tha ăn thô đô thô đô bằng đa thô đô bằng đa thô đô ta bày ai nam mô thô đô ai ya đan ta đi ya đan đình ta an thô đô an đa thô đô bằng đa thô đô ta bày nam mô thô đô bày ai đan ta ga đi ya đan đình ta an thô đô bằng đa thô đô bằng đa thô đô ta bày ya an 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 tam ba ba việt như ra ông an 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 tam ba ba việt như ra ông an 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 tam ba ba việt như ra hồng dương tớ giang tâm thủy mong sơn đánh hương linh tam âm liệu tạo đánh pháp vượng gia gia trì lực bồ tát ma tăng gia trì lực Tát Ma Ya Tăng Gia Trì Lực Bồ Tát Ma Tát. Chúng hiện tra ngưỡng nguyện hướng lên hiền mẫu tín hoàng huy thị mỹ xin hãy lắng nghe sống ai dài muốn dầm biển mê sóng vàng tâm cõi luân hồi trôi nổi đau khổ hương linh ơi nếu muốn thoát niệm Phật hãy nhất tâm tình độ vốn sẵn nơi chân tâm Di Đà hiện ra từ tinh chiếu sáng ba đời khắp mười phương mà ngài vẫn không rời nơi hiện cảnh chúng con nay có mặt ở đây tại số nhà 79 đường Đăng Sông xóm 4 đội 2 thôn Huỳnh Cung xã Tam Hiệp huyện Thanh Trì thành phố Hà Nội về hướng lên mà thành tâm trì niệm hồng
danh Phật A Di Đà. Nguồn ánh sáng vô lượng, gốc thọ mạng vô cùng, một lòng chúng con xin quán tưởng. Và cùng nhau trì niệm hồng danh Phật A Di Đà. Niệm theo nha. Nam mô A Di Đà Phật, 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 Nam mô Đà Phật, Nam mô A Di 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 Đà Phật, Nam mô Nam mô A Di Đà Phật, 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 Nam mô Phật, Nam mô A Di Đà 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 Phật, Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nguyện làm con thảo lòng can áo nào, nhớ nghĩa thân sinh con đến trường thanh mẹ dày gian khổ. 3 năm nhu bồ, 9 tháng cứu mang, không ấp lo toan, quên ăn bỏ ngủ.
âm nó đầy đủ cày có công cha chẳng quan yếu vàng xin ngài làm lộ quyết cùng hoàn vụ phấn đấu nuôi con giáo dục vuông tròn đem đường học đạo con trai dâu chào chắc nội ngoại giờ đây ơn sâu chưa bảo hổ phần cảm hành giờ này quy trước hướng lên chỉ thành cung kính đạo trang thánh tình để tăng bảo trang nghiêm hoặc thừa Phật pháp mê hoặc hiền tham thuyền đầy đủ thiện duyên dụ lòng lẫn bằng hồ niệm cho bảy kiếp cha mẹ chúng con đượm nhuận mưa pháp còn tại thế thân tâm yên ổn phát nguyện tu trì đã qua đời ác đạo xa lìa trong thanh Phật quả ngưỡng trong các đức Như Lai khắp cõi hư không từ bi gia hộ Nam Mô Đại Hiệu Mục Kiên Liên Bồ Tát Nam Mô Đại Hiệu Mục Kiền Liên Bồ Tát Nam Mô Đại Hiệu Mục Kiền Liên Bồ Tát chúng hiền lễ cận phùng tiền chỉ kim ngân minh y trưởng bằng phân hóa hóa vàng vàng xin quyết định chân ngôn Nam Mô A Di Đà Bà Già đa la ya la ya đa đề ya tha ni ni đô bà tì a ni thì đã tân đâm bà tì a ni thì đã tì căng lăng đề ai đi ra đi ngang lăng đa dài thì ya ya na di đa ca thì ta bài a nam mô a di đà bà ya đa ta ya đa ya đa đề ya tha ni ni đô bà tì ai đi đa tân đâm bà tì ai đi đi đa tì căng lăng đề ai đi đa tì căng lăng đa dài ni ya ya đa di đa ca lệ ta bài a nam mô a di đà bài ya đa la ya đa ya đa đề ya tha yi ni đô bát ti a yi ni đa tăng nam bát ti a yi si đa ti căn lăng đề a yi ni đa căn lăng đề a yi ni a ya đa ni đa ca lê ta bà con cháu thành tâm lễ tạ hương linh hiền mẫu lễ bốn lạy định tâm ngồi yên ngược nguyện hướng linh hiền mẫu tín hoàng huy thị mỹ hiệu diệu nguyện xin năm bình quốc từ trần ngày 28 tháng 10 năm Nhâm Dần hưởng thường thọ 77 tuổi chánh hồn chi linh xin hãy lắng nghe
Tây phương không xa cách, Tây phương trước mặt người, ngàn sông chạy rồi cũng trôi về biển lớn, trăng lặn không lìa trời, âm dương không cách trở, sinh tử vật tương dung, niệm Phật cầu siêu độ, lắng nghe hương linh ơi xin một lòng. Vô biên phiền não đoàn, vô lượng pháp môn tu, thể nguyện độ chúng sinh tông huyền thánh Phật đạo, hư không hữu tầng ngã nguyện vô cùng tín dự, vô tình đồng viên chúng đệ tử quy Phật đương nguyện, chúng sinh thế giải đại đạo phát vô thường tâm tự quy pháp, đương huyền chúng sanh thâm nhập kinh tàng, trí huệ như hải tự quy tăng, đương huyền chúng sinh thông lý đại chúng, nhất thiết vô ngại nguyện sanh về tịnh độ, sanh ở thầy vô sinh chư Phật và Bồ Tát là những bạn đồng hành. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa hương hồn, hương linh tịnh hoàng huy thị Mỹ. Hôm nay là thất tuần đầu, thành tâm vì lòng hiếu kính, các con trai dâu gái nội ngoại thành tâm vì hương linh mà thiệt lệ cúng dường cầu kính siêu độ. Nguyện hương linh giờ đây đang thọ thân trung âm, xin thần thức định tĩnh mà quán chiếu thân màng hình hài tan rã, thuần theo vô thường đã vùi sâu lòng đất lành, giờ còn lại là tỉnh thức bản thể chân như. Hương linh hãy nương vào bản thể tâm thức tỉnh thường hằng vắng lặng, rồi nương câu niệm Phật, nương lời kinh, nương theo việc lành của con cháu, làm lành cũng dường hồi hướng mà nguyện hướng linh mau mau rời bỏ thân trung âm, chuyển hóa nghiệp lực, rời bỏ bờ mê sanh về cảnh tình, ngưỡng nguyện Đức A Di Đà từ tôn, ngài phóng đạo hào quang sáng rực, có Đức Quan Âm thế chỉ để huệ tiếp dẫn, tiếp dẫn hương linh tịnh hoàng huy thị Mỹ, hiểu diệu nguyện
ngồi sen chín phẩm đến cạnh tây phương. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. À, để xong.